Rồi đối với bài 4 à, người ta giúp mình làm các công thức logic để cho mình biết được là N như thế nào, O như thế nào. Vậy bây giờ chúng ta sẽ làm ở đây. Rồi, M là tí nữa để người ta biết là lấy cái OD3 với OE3 thôi, chứ M này nó không có giá trị trong công thức. Thì chúng ta sẽ bằng A lớn hơn B bằng B lớn hơn C. Và với hàm n như hồi nãy mình giả sử ha, giả sử có tiền và bạn gái, đúng không? Nếu n và o, ví dụ nếu tôi có tiền và có bạn gái thì chiều nay đi uống cà phê, mà thực ra không có bạn gái đi uống cà phê vẫn được. Như vậy chỗ này mình có thể dùng hàm o, đúng không? Tức là đều có thể xảy ra. Nhưng nếu tôi có tiền và có bạn gái thì cưới vợ. Này phải e nè. Có tiền mà không có bạn gái lấy gì cưới? Mà có bạn gái không có tiền cũng khó à. Đúng không? Cho nên là phải hai điều kiện cùng xảy ra một lúc thì điều kiện tiếp theo mới đúng. Này cái này chúng ta gọi là and. Tức là hai điều kiện cùng xảy ra thì nó mới kéo theo điều kiện thứ ba là đúng. Còn một trong hai sai thì điều kiện thứ ba sai. Như vậy đó là hàm n của chúng ta. Vậy chỗ này mình ghi n trước và các bạn hay quên. Các bạn hay ghi như thế này, trong công thức của các bạn ghi m n n. Các bạn hay ghi vậy. Nhưng mà hàm n của mình nó sẽ bằng n trước mở ngoặc 1,2, và nếu các bạn đưa nhiều cái logic thì phải tiếp, còn không nguyên dãy cũng được. Rồi như vậy sai với sai là sai, bởi vì n là gì, là cả hai cùng đúng mới đúng. O của hai bạn này kéo cũng được ha. Hai bạn này đều sai. Rồi chỗ này người ta sẽ bằng n mở trước mở ngoặc, nếu sợ quên đóng ngoặc. Khi các bạn làm công thức các bạn hay quên đóng lắm, và các bạn không biết là mở bao nhiêu ngoặc đóng bao nhiêu ngoặc thì các bạn hay bị thiếu. Như vậy thì tốt nhất mở trước đóng luôn. Rồi m phẩy O của MN tức là G3, hoặc các bạn gõ vô đây mở ngoặc đóng ngoặc luôn của MN, M phẩy N, Enter. Ở trên này đều fail hết, dù như mình cho đây 6 đi. Rồi 6 lớn hơn 5 đúng, 5 lớn hơn 14 sai. N đúng và sai thì thành sai, đúng hoặc sai thành đúng. Như vậy mình để cái bảng như vậy á thì mình không biết là chỗ nào đúng chỗ nào sai, khó nhìn quá. Bây giờ giả sử mình thử mình đưa cái điều kiện vô đây thử xem thế nào. Nếu như bằng true thì bật lên đỏ, được không? Như vậy thì ở chỗ này khi các bạn check một cái giá trị nào đó, ví dụ là hàng hóa của chúng ta bán có bị hụt số lượng hay không, ví dụ như là các bạn tính nếu như mà mình nhập hàng còn khoảng cỡ dưới 5 cái là mình phải nhập tiếp. Như vậy chỗ này các bạn dùng công thức để cho nó tự động nó kiểm tra cái này cho mình luôn thì rất là hay. Các bạn chọn ô và các bạn vô thành ở chỗ này condition format ha, conditional format, thì trong này có rất nhiều cái để chúng ta format, cực kỳ nhiều các bạn. Trong này nó có lớn hơn
một cái gì đó nhỏ hơn, hoặc nằm giữa, hoặc bằng, hoặc trong Tết của ta có chứa cái gì, hoặc là liên quan đến ngày tháng, và duplicate là trùng giá trị. Ví dụ bạn phân nhóm cho danh sách lớp của mình thực hiện một công việc nào đó, phân cho bạn An làm công việc 1, tí nữa xuống dưới lại phân cho bạn An làm tiếp một việc số 5, thì khi mà cái tên An này xuất hiện 2 lần là nó sẽ báo. Như vậy mình sẽ vô là chọn duplicate value, và cái chữ này nè, khám phá hết cái chữ này là ok. Đây, khám phá hết được cái này là ok. Rất nhiều thứ ở bên trong. Đó, rất là nhiều thứ, rất là hấp dẫn bên trong này. Rồi, như vậy bài của mình nhìn thấy vàng đỏ xanh rất là dễ nhìn. NO ha.